Vâng, xin mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của dòng trầm K112 này. Thì chất âm của nó rất hay, tiếng của nó là nghe rất phê luôn. Đây, mời các bác chiêm ngưỡng nhé. Ngoại hình của dòng súp này thì nó là rất tuyệt vời. Với những chiếc gân mút này, thì nó là độ bền nó là cực cao rồi, và đánh nó rất uy lực nhá. Một bác khách em vừa mở một đoạn đây, mở một đoạn nhạc thì bác cũng đã cảm nhận được cái chất âm của nó là rất phê. Vâng, bác đã ok luôn rồi. Nhân tiện video thì em cũng test làm một đoạn video để mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm. Đây là dòng súp điện Bát 30 nhé, hàng xịn của Trung Quốc nhé. Chất âm nó rất hay, rất đẹp nhé, ngoại hình rất đẹp và thon gọn nhé. Đằng sau nó là tỏa nhiệt nhôm nhé, nhưng mà được mạ vàng đồng luôn, nhìn trông rất sang nhé. Có mã là SVK112 nhé. Chất âm cực đã luôn. Đây em mới để mở một lửa volume nhé. Các bác hãy cắm tai nghe để cảm nhận nhé. Đây, nghe rất đã luôn. Toàn thể các bác là sản phẩm chiếc súp điện này bên em đã cung cấp có giá là 3.500.000, đúng là giá nó rất tình yêu cho các bác nhé. Các bác phối ghép vào những bộ dàn nghe nhạc hát karaoke thì nó là tuyệt đỉnh rồi. Sản phẩm súp điện để ghép vào những bộ nghe nhạc hát karaoke trong gia đình thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung nhé, qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 339. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Với những sản phẩm hàng súp điện, hàng xịn của nó thì sở rất mát tay nhé. Đây là sơn nhám nhé, đẹp tuyệt vời luôn nhé, hàng mới tinh luôn, cực kỳ chất lượng, nghe rất phê và rất đã nhé. Tiếng âm trầm của nó nghe rất sâu, rất dễ kết nối nhé. Các bác chỉ cần cắm vào đường nai, đường da của những chiếc vang của các bác hoặc những chiếc âm ly thì các bác hãy ghép vào đây, nó không ảnh hưởng gì đến công suất của bộ dàn của các bác nhé, bởi vì nó là chiếc súp điện, nó có liền công suất ở trong này rồi. Vâng, có lẽ em xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.